Wagner tiếp tục tuyển quân. Vài ngày sau khi vụ nổi loạn kết thúc, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tiếp tục tuyển mộ thành viên trên khắp nước Nga. Đại diện các trung tâm tuyển quân của Wagner từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga tới Krasnodar đều cho biết họ vẫn hoạt động bình thường. Không ai tin rằng tập đoàn quân sự tư nhân bị giải thể sau vụ nổi loạn ngày 24 tháng 6. Tại Murmansk, thành phố nằm trên vòng Bắc Cực, một nữ nhân viên tại câu lạc bộ thể thao Viking khẳng định vẫn nhận đơn đăng ký cho các tình nguyện viên muốn tham chiến tại Ukraine. Chúng tôi đang tuyển nhân sự cho hoạt động tại đó. Nếu ai đó muốn đi, họ chỉ cần gọi điện và chúng tôi sẽ ấn định ngày, người phụ nữ này nói. Các đầu mối tuyển dụng của Wagner chủ yếu ở những câu lạc bộ võ thuật tại Nga, trong đó có võ đường và câu lạc bộ quyền Anh. Một số nhân viên tuyển dụng khẳng định các ứng viên sẽ ký hợp đồng với Wagner, không phải Bộ Quốc phòng Nga. Hoàn toàn không liên quan đến Bộ Quốc phòng Nga, một người đàn ông tại câu lạc bộ Sparta ở Volgograd quả quyết. Chúng tôi vẫn tuyển dụng, không bị đình chỉ. Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 6 thông báo toàn bộ đơn vị tình nguyện phải ký hợp đồng với cơ quan này trước tháng 7. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Wagner, phản đối quyết định này và tuyên bố không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Ông Prigozhin ngày 24 tháng 6 điều hành nghìn lính Wagner chia thành hai nhóm tới thành phố Rostov-on-Don và thủ đô Moskva. Sau cuộc đàm phán do Tổng thống Belarus làm trung gian, ông Prigozhin đồng ý rút lực lượng để tránh đổ máu và lệnh cho các đơn vị dưới quyền quay về doanh trại, kết thúc ngày Wagner nổi loạn. Lãnh đạo Wagner sau đó tới Belarus. Giới chức Nga thông báo không truy tố ông cùng các thành viên tập đoàn quân sự tư nhân tham gia vụ nổi loạn. Chúng tôi đang làm việc. Nếu có gì thay đổi, họ đã thông báo với chúng tôi. Song không có gì cả, một nữ nhân viên tuyển dụng của Wagner tại Krasnodar cho biết. Mỗi thành viên Wagner vẫn nhận mức lương hơn 2.700 đô la Mỹ một tháng với hợp đồng kéo dài nửa năm. Andrei Katapol, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, Hạ viện, ngày 29 tháng 6 cảnh báo không thể thương lượng về hạn chót để Wagner ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông báo mọi đơn vị phải ký hợp đồng, tất cả đã làm điều này trừ ông Prigozhin, ông Katapol nói. Ông Prigozhin đã nhận thông báo rằng nếu không ký, Wagner sẽ không được tham gia chiến dịch ở Ukraine, ông Katapol cho biết. Wagner cũng không được cấp ngân sách hoặc nguồn lực vật chất nữa. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Wagner phụ thuộc 100% ngân sách từ chính quyền. Ông Putin ngày 24 tháng 6 ký đạo luật quy định chỉ Bộ Quốc phòng Nga mới có quyền tuyển mộ tù nhân, vốn từng là nguồn nhân lực của Wagner. Tại Volgograd, người đàn ông phụ trách tuyển dụng nhấn mạnh nếu một ứng viên đăng ký, tôi có thể điều động anh ta ngay hôm sau. Người này nhận định Belarus là một điểm đến khả thi. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hồi đầu tuần cho biết nước này chào đón các đơn vị Wagner. Ông đánh giá quân đội Belarus có thể học hỏi nhiều điều từ kinh nghiệm thực chiến của lính Wagner. Một thành viên Wagner gốc Belarus cho rằng lực lượng của tập đoàn có thể hỗ trợ an ninh tốt cho ông Lukashenko trong bối cảnh quốc gia Đông Âu chuẩn bị bầu cử quốc hội vào năm tới. Thành viên Wagner này cũng nói khi e cách biên giới Ukraine, Belarus chưa đầy 300 km, nhận định được coi là một lời cảnh báo. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây cho rằng chưa có dấu hiệu về việc lính Wagner đang chuyển quân quy mô lớn tới Belarus. Mọi thứ vẫn như trước, chưa có điều gì thay đổi. Mọi người đến trung tâm huấn luyện ở Monkino như thường lệ, nữ nhân viên tuyển dụng của Wagner tại Saratov đề cập đến thao trường ở miền nam nước Nga có liên hệ với tập đoàn. Khi được hỏi liệu có thay đổi nào diễn ra sau ngày 1 tháng 7, hạn chót để các đơn vị tình nguyện ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, nữ nhân viên nói, tôi hy vọng là không, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, mọi người vẫn liên hệ với chúng tôi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.